cùng em, anh sống chẳng còn nghĩa chi. Một tuần qua em yêu dấu phai, lời người yêu xin em đi lại, hãy thứ tha cho anh một lần thôi. Dù nhật mưa vào em khóc lớn, em hỏi lại em đã rất sầu, bơ vơ không biết gì về đâu. Giờ tình yêu sẽ tan nỡ nào, giờ lời yêu xin thiếu phai màu, gió mưa đưa ta xa lời nhau. Một tuần qua cho anh hiểu lớp, trong lòng anh yêu em rất nhiều, không ai có thể thay thế được em. Một lần thôi không sai nữa đâu, không còn em sống trong u sầu. Có em thôi, chỉ yêu em mãi em mà thôi. Em à, một tuần qua anh nhớ em nhiều lắm. Thiếu vắng em cuộc sống này chẳng có ý nghĩa. Cho anh xin lỗi em nha. Anh hứa từ nay sẽ không bao giờ làm em buồn nữa đâu. Chúng mình đừng giận nhau nữa nha. Đây chẳng may mình ấn vào những cái line mà mình không dùng ấy thì những cái nút PFL này anh phải nhả hết lên, em thấy nó nhảy. Hoặc là anh muốn kiểm tra tín hiệu của cái đường nào mà anh đang sử dụng ấy thì anh ấn cái nút PFL này lên này mới kiểm tra tín hiệu của nó này. Đấy, còn không dùng nó thì mình nhả nó lên, đừng có ấn xuống thì anh đẩy. Chẳng may anh ấn cái đường này tất nhiên là cái đường còn lại anh đẩy lên làm sao mà nhảy được. Anh thấy gì đấy được. Nhảy này. Đấy em đang tăng. Đây nó còn thông báo này. Đây thằng này là đang ấn những cái nút PFL này. Đây là mình kiểm tra nó thôi đúng không? Rồi, đây là mình đang dùng đường này còn có tín hiệu đâu mà. Mình kiểm tra tín hiệu đầu vào này để cho sao trong tín hiệu vào phản độ chừng 6 rồi. À, ok, cái đường ghê này, cắt ghê này. Cái có nghĩa là cái bộ com của con cốt này nó đang hoạt động. Nó hoạt động nó đang nén tín hiệu đúng không? Nó nén tín hiệu ra nó báo đèn đỏ đây. Nó sẽ báo đèn đỏ của súp và full tàu cũng sẽ báo đấy. Full nó báo mà. Full nó báo. Không là cũng đi làm đấy. Đi làm phải để ý. Có đấy chứ, em phải để ý hết chứ. Đi làm để ý đấy. Đi làm phải để ý về chuyển như Xin chào tất cả quý vị khán giả thân mến nha. Hôm nay thì anh em DVH Audio thì rất vui mừng được đón tiếp chú Hiển cùng anh cháu ở đây. Caramel quay ra phía sau này. Anh trai tên là gì nhỉ? Tên là tên. Anh là Sĩ. Anh Sĩ, quý vị có thể để ý là một tháng trước thì anh Sĩ
vừa mới lấy một bộ DVD ở bên mình, hôm nay thì dẫn ông chú qua lấy thêm một bộ nữa. Về đi làm thì rất là ok. Thứ nhất là hình thức nó đẹp này, thứ hai là âm thanh nó hay, nó dễ làm và đi làm nó rất là ổn định, rất là sướng. Thì hôm nay thì dẫn thêm chú Hiển xuống lấy một bộ âm thanh giá rất là hợp lý quý vị ạ. Bộ này thì chỉ có mức giá là 112.400.000. 112.400.000 quý vị nhá, một full đồ như này rồi, 100% là thiết bị nhập khẩu, rất là đẹp. Cấu hình ngày hôm nay thì là sử dụng hai cặp PH112N DB Acoustic này. Mã này là giá cực kỳ hợp lý. Các caramel có thể đến gần này, cái này nó là sơn phủ nhựa nhá. Sơn nhựa. Nó không phải là sơn nữa rồi, nó là nhựa, rất là đẹp quý vị ạ. Mã này thì giá cực kỳ cạnh tranh và thiết kế của DB thì không thể nào nhầm lẫn đi đâu được. Cái độ hoàn thiện rất là cao, sắc nét này, nét căng nét luôn quý vị ạ. Giá thành cực kỳ dễ tiếp cận, rất là phù hợp cho các bác đi làm show cưới, đầu tư hiệu quả và mau hồi vốn. 19.500.000 một cặp, giá giật mình luôn. Thùng cát xê này, hai cái thùng cát xê này và hai quả súp Martin. Súp Martin thì quá đỗi đầu quen thuộc rồi, cái này nó là Martin hàng Trung Quốc, Martin fake vị nha, chứ không phải là Martin xịn. Martin xịn thì nó mấy trăm triệu cơ, mấy trăm triệu một cặp cơ, giá rất là cao. Đây là Martin Trung Quốc và hiện tại thì con này thì giá nó bị tăng giá rồi, hiện tại đó là 22 triệu quý vị nhá. 22 triệu một cặp súp này. Súp này thì đánh rất là êm, côn 100 đánh là nó thuộc hệ súp đánh êm sâu, chứ nó không phải là cái dạng súp đánh ở ngực quý vị nhá. Và về phía tủ máy, đây tủ máy thì gồm những cái đồ nó rất là cơ bản như mọi ngày đây quý vị ạ. Vẫn là tủ máy của DB luôn, mic DB, đẩy DB, hai cái thứ quan trọng nhất luôn quý vị ạ. Loa DB thì cứ mic DB mở ra là hay nhất quý vị ạ. Đẩy cũng vậy, cứ loa hãng nào chơi đẩy hãng đấy là sẽ đạt được cái sự ổn định cao nhất, ok nhất. Và đấy, và cái quan trọng nhất ở đây là gì? Ở đây là một cái bộ dàn, một cái bộ dàn phối ghép hợp lý và với cái bàn tay căn chỉnh của DBH thì nó sẽ cho ra mỗi người, cũng như là cái việc là ví dụ cũng là món thịt lợn, nhưng mà thịt lợn rang chẳng hạn, như mỗi người đầu bếp thì sẽ nấu ra một cái hương vị khác nhau, thì cái âm thanh này nó cũng vậy, phần cứng thì như vậy rồi, nhưng mà mỗi bàn tay mỗi cái gu nhạc của từng người thì sẽ cho ra những cái màu âm nó khác nhau. Và có thể là cái màu âm của DBH thì đang được chiều được toàn bộ các khách hàng, nói chung là tất cả các khách hàng đến đây mà test những cái dàn nhập như này là đều ưng hết, đều 100% ưng bụng hết, vấn đề là đầu tư bao nhiêu tiền thôi. Đấy, thì cái bộ này thì có cái mức đầu tư là vô cùng hợp lý đến mức giật mình luôn quý vị ạ. 112.400.000 nhá. Toàn bộ thiết bị nhập khẩu luôn và các cái thiết bị ở trong tủ thì sẽ được bảo hành 2 năm. Bảo hành 2 năm nên là an tâm trong quá trình sử dụng luôn. Thì về cái loa thì nó sẽ không bảo hành đánh cháy. Tại vì cái vấn đề đánh cháy loa nó rất là nan giải. Ví dụ như đi làm điện yếu quá cố đánh này cũng chết loa này. Hoặc là chúng ta cắm nhầm, cái bệnh mà cắm nhầm dây là cái bệnh nó rất phổ thông. Ví dụ như dây súp mà cắm nhầm lên loa lời là xin thưa với quý vị là chỉ cần ga lên một phát thôi là toạc hết màng, sổ côn toàn màng luôn. Nên là anh em chú ý là trước khi chúng ta lên nhạc thì chúng ta kiểm tra lại một lượt để xem là dây dợ đấu nối chuẩn chưa, các caramel có thể ra đề. Và DBH thì đã rất là cẩn thận trong cái việc phân màu dây như này. Dây đỏ cắm vào loa súp, dây đỏ cắm vào loa súp, dây vàng xanh thì có thể đổi cho nhau nhé. Dây vàng xanh thì cắm vào loa lời đấy, đỏ vàng xanh như này là rất là tiện, tức là có tiện hơn cả đánh số cơ. Nhìn như này thì chắc chắn là rất là dễ phân biệt. Thì đi làm phải chú ý là cắm đúng, đẩy trầm thì cắm đúng vào loa trầm, đẩy lời cắm đúng vào loa lời, không là chết loa quý vị nhá. Đấy, chết là không bảo hành đâu. Nhưng tuy nhiên có một vấn đề này là rất là hay, đó chính là bên hãng thì cực kỳ uy tín rồi. Bên hãng là người ta nhập hết các cái phụ kiện loa tép này, loa bát này, côn loa bát, côn loa tép này, người ta nhập hết về rồi và đều có sẵn các cái link phụ kiện để thay thế. Nên là chẳng may quý vị mà làm chết loa thì cũng đừng lo, bên hãng bán các cái đồ để thay thế, nó cũng như là phụ tùng ô tô xe máy thôi, chết cái gì thay cái đó. Chết bát có thể làm lại côn, hoặc nếu không muốn làm lại thì có thể thay nguyên cả cái bát mới được. Bên hãng có bán bát mới, có bán bát mới cho anh em thay nhá. Đấy là một cái rất là hay của hãng DB mà nhiều hãng khác không làm được quý vị. Đánh chết bát, bán cho bát mới về thay vào nếu không muốn sửa, và hoặc là có thể để cái bát đó gửi sang hãng người ta sửa lại cho, người ta thay côn zin vào thì là chất âm nó cũng được khoảng 90-95% rồi, và mình sẽ để cái đó mình làm sơ cua cũng được, như vậy rất là tiện quý vị nhá. Đấy, và cái điều đó thì mình nghĩ là hãng DB đang làm rất là ấn tượng, rất là tốt quý vị. Nhưng mà nhìn chung là đi làm chỉ cần cắm đúng dây thôi, mình đã com, mình đã giới hạn ở trên cốt rồi, chỉ cần cắm không cắm sai dây thôi mà điện đó ổn định thì gần như là đánh không bao giờ chết được. Tại vì com ở trên cốt rồi, khi mà ga, bàn kỹ sư ga lên quá to nó sẽ nén ở trên cốt lại, không thể chết được quý vị nhá, và nó sẽ báo cái đèn này. Đây, anh Lai này có hỏi là đánh lớn nó báo cái đèn vàng này, nó báo cái đèn vàng
màn limit ở đây này. Đấy, clip hoặc limit này thì là đó chính là cái ngưỡng mà mình cài đặt nén ở trên hệ thống nhá, chứ không phải là nó quá công suất đâu. Bình thường thì mình hay cài là nén ở khoảng có 80% sức chịu đựng của loa, nên là báo cái đèn đó tức là đến 80% rồi, chứ không phải là báo đèn đó là 100% quý vị nhá. Nên là vẫn an tâm trong quá trình sử dụng. Đấy, đánh bao giờ nó báo cái đèn vàng ở đây này là đến ngưỡng con, là đến 80% chứ không phải là hết công suất rồi, an tâm. Nhìn chung là DVH và setup thì ít khi đánh chết đồ lắm quý vị. Còn đấy, với cái dàn âm thanh như này thì quý vị có thể thấy cái tiếng mic, tiếng loa nhập của các tiếng rất là hay, tiếng hay, tiếng phê cực kỳ, tiếng mic nó trong veo luôn. Đấy, nghe cái tiếng mic cô mình nói như này đã hay rồi, bảo sao hát nó chả hay nữa. Và kết hợp với cả effect của bàn Ashley, bàn Ashley này thì effect rất là hay quý vị nhá. Đây mình đang cho một chút reverb vào để nói cho nó mở rộng. Thì hiện tại thì đã có bàn Ashley nhái rồi. Ashley nói chung là cứ cái gì nó có hàng tốt, hàng hãng một thời gian thì chỉ là một thời gian sau thôi là nó có nhái. Nó cũng ghi Ashley như này, trong nó ghi thêm cái gì đằng sau á. Và con đó effect rất là dở, có khách là mua rồi mang đến nhà mình mà không setup nổi. Effect là rất là dở nên quý vị phải chú ý là mua các cái hàng tốt mà dùng. Tiền nào của đó bỏ ra khi nó chỉ là hàng đẻo với cả hàng xịn, nó khi nó chỉ chênh nhau vài trăm thôi. Mà thêm vài trăm nghìn thì được dùng con hàng ngon, mà tham rẻ bớt đi vài trăm là lại dùng phải con hàng fake ngay. Đấy, con này thì hàng hãng, cái fake nó rất là mượt nhá. Đây mình sẽ tắt hàng nhạc đi. Alo, đây là test tiếng reverb này. 2 2 2 4 5 6. Đó, cái tiếng xì nghe rất là phê. Đối với anh em mà hay làm cho ca sĩ, MC ca sĩ hát thì chú ý là cho hát cái reverb nhiều như này thì những cái nốt cao người ta ngân nghe nó xa, nó xa 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 tít luôn, nghe rất là phê. Còn ngược lại, anh em làm cho nhân dân hát karaoke bình thường thì chúng ta sẽ cho hát intro nhiều hơn một chút. Đây kiểu như này. Alo, 1 2 3 4 5 6. Đấy, làm cho nhân dân hát, không phải là mỗi intro không thôi. Đây là mình đang test cái tiếng intro để cho quý vị nghe. Intro như này là rất là dẻo. Alo, 1 2. Em không là nàng thơ. Bình thường thì sẽ không làm như vậy đâu, đây là chỉ test intro riêng và reverb riêng cho quý vị xem thôi. Bình thường nhá, làm cho anh em văn nghệ sĩ hát thì mình sẽ để cái reverb nhiều hơn và cái intro ít hơn. Thằng này 3 phần thì thằng này 2 phần, thằng này sẽ bằng 2 phần 3 của thằng này. Đây ví dụ như này nhá, mình ngân lên một chút thôi thì quý vị sẽ nghe nó sẽ vang 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 và nghe nó rất là xa. Em cùng là nàng thơ. Đấy, quý vị thấy không? Nàng thơ. Nghe cái tiếng nó vang 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 đằng sau, nghe nó rất là xa. Và đó mới là cái màu âm của sân khấu chuyên nghiệp. Đấy, có cái reverb vào và cái tiếng reverb của con này thì mình đánh giá là rất là phê. Phê cực kỳ luôn. Nói chung là trong cái hệ bàn cơ đây nó cọc tàu các thứ mà gặp con này là thôi là thất thủ luôn. Trước đây mình bán đây nó cọc tàu rất là nhiều và sau đó phải bỏ chuyển sang bán con này. Con này effect thì nó quá mượt luôn. Đấy, bây giờ còn nếu mà làm cho nhân dân hát karaoke thì ngược lại, cho cái intro nó bằng 3 phần, cho cái reverb nó bằng 2 phần, kiểu như này. Tình yêu có từ nơi đâu, em một khúc sông cầu. Đó, đấy, quý vị thấy không? Khi mà làm cho nhân dân hát karaoke, dân ca trữ tình dân dã thì nhớ là cho cái intro lên thì hát là rất là dễ hát quý vị nhé, hát cực kỳ dễ hát luôn. Đấy thì giới thiệu qua với quý vị một chút về cái vấn đề về cái effect ở trên cái bàn mixer này, và đó cũng chính là cái lý do lớn nhất mà DVH thì bán cái bàn mixer này rất là nhiều. Và quý vị có thể thấy là tất cả các cái bộ dàn mình toàn ghép cái bàn mixer này vào thôi, nó rất là hiệu quả, đi làm nó cực kỳ dễ làm, rất là ok quý vị nhá. Đối với một số anh em thì đang dùng các cái bàn số XR12, XR16 thì nó sẽ phù hợp kiểu cái bàn đó thì cái tiếng reverb nhiều. Hôm trước cũng có quý khán giả hỏi thì cái bàn đó thì cái tiếng reverb nó khá là ngon, khá là ok, nhưng tuy nhiên là cái tiếng echo, cái riêng xét riêng về tiếng echo nhá, thì con bàn đó thì thua xa con bàn này. Reverb thì con này không thể đỉnh bằng con đó được, tại vì nó số mà, số nó tùy chỉnh rất là nhiều. Nhưng mà không hiểu tại sao, mình cũng không hiểu tại sao, hoặc là có thể là ý đồ của hãng, hoặc là đó là cái sản phẩm họ bán cho toàn cầu và các đất nước phương Tây, các đất nước châu Âu họ không thích hát echo như kiểu Việt Nam mình. Nên là cái tiếng echo của nó nghe nó cứ cụt cụt, nghe nó bị làm sao á. Chứ echo của nó không được dẻo như này đâu. Đây này, echo như này là ăn tiền 100%. XR12, XR16, DL12, DL16, DL là của Midas. Thì nó đều giống nhau và đều cái tiếng echo nó đều không ngon bằng con này. Và ở đây thì mình có bán luôn nhá, nhớ anh em để đâu rồi. Ở đây thì mình có bán cả hai con đó luôn. Nên là nhìn chung là vào cái môi trường đám cưới, làm cái môi trường đám cưới thì là mình vẫn hay làm cái bàn cơ, hay bán cho quý vị cái bàn cơ này hơn. Đi làm nó rất là dễ vận hành và cái tiếng effect này nó cực kỳ phù hợp với người dân Việt Nam mình.
Chứ còn làm có bàn số kia thì mình thấy là nếu mà cho anh em MC ca sĩ hát thì hay thật đấy, nhưng mà nếu cho nhân dân hát thì thua con bàn cơ. Thực sự luôn, thực sự 100% luôn, tại vì mình nói một cách công bằng. Tại vì ở đây mình bán cả cơ, bán cả số mà. Đấy nên là mình đã test rất là nhiều rồi, nên là đúc kết ra là đi làm đám cưới, làm các cái chương trình nhỏ nhỏ thì con này là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Còn nếu mà đi làm chuyên nghiệp, tức là chỉ đi làm cho cái đội MC ca sĩ chuyên nghiệp ấy, thì sẽ dùng bàn số. Vị nhá, đấy chúng ta sẽ chốt được cái phương án đó. Làm chuyên nghiệp thì dùng bàn số, còn đâu làm đám cưới, làm nhỏ nhỏ, làm bàn cơ thì sẽ thuận tiện hơn, rất là dễ trong quá trình sử dụng. Còn số thì nó rất là khó, đặc biệt là các bác mà có tuổi rồi ấy, con vang số còn không chỉnh nổi thì đừng nói đến chuyện chỉnh mixer số, nói thẳng thì cho nhanh, không dùng được nó đâu. Đấy nên là một chút lời khuyên cho các bác lựa chọn. Anh em nào trẻ thì cơ cũng được, số cũng được, còn các bác mà có tuổi rồi không thể học hỏi được những cái điều đấy thì tốt nhất là cơ cho nó nhanh. Và cơ rất là an toàn nhé, chỉ có gạt lên gạt xuống này thôi, tương lai không bao giờ lo vỡ xô. Là số thì là đôi khi là gạt nhầm phát hoặc là đấy là cái in out mà mình gửi sai, hoặc là mình tắt mất in nọ out kia cái thứ là thôi, là bể xô vỡ chương trình luôn. Còn bàn cơ này thì quá dễ rồi vị nhá. Ok, thì phải nói là cái cấu hình này thì quá đỗi là ưng ý, quá đỗi là ok luôn. Mà so với cái mức đầu tư như này 112.400.000 thì phải nói là quá tuyệt vời rồi. Rất là đẹp, hàng nhập khẩu 100%. Đấy, nguyên tai nguyên kiện, là ông chú đã bảo là cho chở hàng nguyên siêu đập hộp về cho ông chú luôn, thoải mái luôn. Đấy, hàng đập hộp thì ở trong nhà. Đấy, thì là ở đây thì đằng nào mình vẫn phải bày ra đây để mình bán cho những khách tiếp theo rồi. Đấy, hàng thì quý vị nhìn này, loa hàng hãng như này thì nó là quá đẹp rồi. Quá đẹp và tuyệt vời luôn, xúc cũng vậy, quá đẹp luôn nha. Ok, đấy quý vị đang kinh doanh bên mảng âm thanh loa đài sự kiện tiệc cưới, quan tâm các cái bộ âm thanh để đi làm đám cưới này, các cái chương trình nhỏ nhỏ thì cứ qua trực tiếp DVH Audio để trải nghiệm thực tế các cái cấu hình này quý vị nhé. Và còn rất là nhiều các cấu hình khác đang đón chờ quý vị tại DVH Audio. Các cấu hình nhỏ có này, lớn có này, và rất rất lớn có để ở ngoài kia. Đấy, mức đầu tư những cái cấu hình mà rẻ rẻ thì 80-90 triệu, hàng giáp thôi nhá, chứ không thể hàng nhập này được. Có những cấu hình ok hơn thì nó khoảng 120-130-150, có những cấu hình mà nó ok hơn một chút nữa, nó tầm 180-200 đổ lên một chút. Có những cấu hình mà nó VIP thì nó sẽ khoảng độ 270-280, ngoài 300 quý vị nhé. Rất là nhiều các cấu hình đang đón chờ quý vị tại DVH Audio. Còn clip này thì DVH xin phép dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả thân mến trong những chương trình lần sau nhé. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để cập nhật các clip mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Làm ăn may mắn không dỡ nhá, em gặp lại ở những bộ tiếp theo. Và cảm ơn anh cảm ơn anh rất là nhiều nhá, cảm ơn ông chú rất là nhiều nhá. Thế là cả người cả xe, thế là đi về luôn. Thế như này là một cái phương án nó rất là hiệu quả và chủ động trong cái vấn đề đi lại quý vị nhá. Quý vị ở xa mà lười không muốn đi xe khách, có những người bị say xe hoặc là đón xe nó không hợp lý, nó ngược đường chẳng hạn, nó không xuôi cái đường xe khách đi, thì có thể chạy xe máy qua đây. Có chạy xe máy đi thong dong, mình cứ đi vừa ngắm cảnh xong rồi về đấy. Thế là tôi sẽ làm việc là chở hai chú cháu là về luôn, như này an toàn và hiệu quả hợp lý luôn nha. Xin chào quý vị.